Đây là nơi khởi nguồn của những phát minh đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Có một phép màu dân quá nào đó ở thung lũng Silicon. Đó là một ý tưởng, một phát kiến mới, một cách sống mới. Đó chính là thung lũng Silicon. Nằm ở phía nam San Francisco, với chiều dài dọn dẹp có 48 km, và chiều rộng là 24 km. Nhưng đây là cái nôi của những thứ có ảnh hưởng không tính toán nổi. Sao lại như thế? Và vì sao lại là nơi này? Nơi này giống như là một hệ sinh thái. Cả một khu vực là vườn ươm và mô hình tăng tốc khổng lồ. Tại nơi này có rất nhiều yếu tố giúp cho những người sẵn sàng nắm bắt cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Những nhà sáng tạo như là Hewlett-Packard, Intel, Apple hay Facebook, họ đã làm được những điều tuyệt vời. Đó là nhờ vào họ đã tìm được một môi trường rất giàu tài nguyên. Điểm độc đáo nhất của thung lũng Silicon là nơi đây giống như là một hệ sinh thái công nghệ. Ở đây có tất cả mọi thứ, cùng với đó là sự sáng tạo, phát triển và các phát minh. Tất cả đều có ở đây. Thung lũng Silicon, chuyện chưa kể. Năm 1995, Silicon bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất trong lịch sử. Thời kỳ này đã đưa họ lên một tầm cao mới, nhưng đồng thời cũng thách thức sức sống của nơi này. Với sự ra đời của Netscape Navigator, một trình duyệt web dễ dùng, hàng triệu người đã bị uốn vào thế giới vô hạn mới. Các trang web ngày càng phức tạp hơn. Rất nhiều công cụ đã ra đời để phục vụ nhu cầu mua sắm trên mạng. Các công ty đầu tư đã nghĩ rằng đây chính là một cơ hội lớn. Họ muốn đặt chân vào mọi thị trường, những thị trường mới mở ra, do họ tìm ra các công ty khởi nghiệp cấp vốn cho họ hoạt động. Bạn có quyền đứng yên tại chỗ. Các trang web liên tục quảng cáo trên truyền hình. Bạn có nhớ quảng cáo Super Bowl không? Một phút quảng cáo ở đó là giá 2 triệu đô la Mỹ. Pet.com và nhiều trang khác đã làm như vậy. Đã có thời, phố Wall đã bị mê hoặc bởi các hoạt động ở thung lũng. Vào năm 2000, giá trị của Nasdaq 1 sàn chứng khoán công nghệ đã đạt mức cao trong lịch sử. Con số kỷ lục này đã khiến cho phố Wall sôi sục. Nhưng rất nhiều cổ phiếu là của các công ty khởi nghiệp như là Pet, Webvan.com, do họ vẫn chưa tạo ra được lợi nhuận thực sự. Vào tháng 3 năm 2000, thì các nhà đầu tư đã tính lại và Nasdaq đã bắt đầu sụt giá. Chúng ta đã mất khoảng 24 tỷ đô la Mỹ theo S&P. Lợi nhuận giảm 20% so với năm ngoái, cả thế giới thất vọng về chúng ta. Giá cổ phiếu bắt đầu sụp đổ, các công ty đó chỉ là những ngôi nhà giấy. Và chỉ trong 4 tháng, hàng ngàn công ty đã bị phá sản. Phá sản chỉ sau một đêm. Thứ gì đi lên thì ắt hẳn phải có lúc đi xuống. Và bánh xe cứ xoay tròn. Những công ty tưởng như sẽ thành công, như là Pet.com, Webvan, Atoy và Rubcom đã biến mất vĩnh viễn. Sau khi bong bóng vỡ vào năm 2000, khắp trên đường của Sand Hill, bạn sẽ thấy người ta bàn tán về những công ty đã bị phá sản. Tất cả đã kết thúc. Thật là buồn cười khi nghĩ rằng việc này sẽ thành công. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn hoạt động miệt mài và họ vẫn tiếp tục phát triển. Một vài người có công lớn trong việc hồi sinh thung lũng Silicon chính là những người đã lập ra PayPal năm 1998. Họ đã xử lý được các vấn đề cố hữu của thương mại điện tử, đó là chuyển tiền nhanh chóng và an toàn. PayPal đã làm được điều đó nhờ liên kết thanh toán với email. Một giao dịch diễn ra chỉ trong vòng vài giây, không cần đến vài ngày, và người bán có thể mua bán nhanh hơn, người mua cũng có thể mua nhanh hơn, họ sẽ mua được nhiều hơn.
Khi PayPal ra mắt vào tháng 11 năm 1999, vào cuối năm đó thì chúng tôi đã có khoảng 10.000 người sử dụng, và mùa hè năm 2000 thì con số đã tăng lên 5 triệu người. PayPal đã trở nên rất có giá trị với trang đấu giá khổng lồ eBay. Năm 2002, eBay đã mua lại PayPal. Các nhân viên của PayPal trở nên giàu có. Họ dùng tiền và quan hệ để hỗ trợ các công ty mới. Và khi các nhà đầu tư Silicon vẫn còn khan hiếm, thì họ chính là những người đầu tiên được gọi là mafia của PayPal. Sau khi bán PayPal cho eBay, chúng tôi trở thành nhà đầu tư. Lúc đó rất ít nhà đầu tư, nên chúng tôi đã chiếm tới 80% thị trường đầu tư. Rất nhiều công ty sau đó đã phát triển rất mạnh. Các công ty khởi nghiệp được hỗ trợ ngày nay có trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Điều này chưa từng xảy ra từ những ngày đầu, khi công ty Fairchild vẫn còn tồn tại, một công ty con lại đứng ra bảo hộ cho nhiều công ty khác. Thung lũng Silicon đã suýt biến mất khi Nhật Bản phát triển mạnh, và nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau sự kiện bong bóng dot-com. Nhưng mà sau đó chuyện gì xảy ra? Thay vì sụp đổ hoàn toàn, thì thung lũng Silicon này đã tự mình tái sinh. Như vậy, có thể nói tại sao phát minh lớn nhất của nơi này có lẽ là chính nó. Giống như là thuyết chọn lọc vậy, chỉ có một số ít sống sót. Nhưng ai đã sống sót thì đến bây giờ vẫn còn. Nơi đây chúng ta vẫn còn eBay, Google, thậm chí là các công ty ra đời trong sự kiện dot-com. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ giao dịch điện tử trong và sau sự kiện bong bóng dot-com, thì chúng ta sẽ thấy một đường đi lên. Nó không hề bị ảnh hưởng bởi các công ty phá sản, và nó vẫn phát triển, và đó chính là mấu chốt của vấn đề. Tôi đã hiểu ra điều này. Ở đây bạn sẽ thất bại nhiều lần, và các công ty đầu tư có thể sẽ bị phá sản. Nhưng rồi nếu bạn tìm được một cơ hội mang lại thành công, thì nó sẽ thành công vô hạn. Apple đã kết thúc với con số cao kỷ lục. Tesla đã hợp tác với GM, Ford, Honda và BMW. Thung lũng Silicon rất thích ăn mừng thành công. Facebook đã đạt con số 2 tỷ người dùng. Nhưng ẩn sâu bên trong nó vẫn còn rất nhiều vấn đề. Khủng hoảng ở Silicon, 20 người bị sa thải sau một vụ bê bối và quấy rối. Silicon đã chấn động trong vài tuần qua. Mặc dù nơi đây rất cởi mở và thân thiện, nhưng nó vẫn được định hình bởi những người đàn ông. Phụ nữ sẽ rất khó thành công ở đây, bởi vì bạn phải ở đây làm việc 24/7. Bạn phải làm việc một cách chăm chỉ. Nếu bạn không giàu có, thì có lẽ sẽ rất khó khăn để vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình của chính mình. Chúng ta cần phải thay đổi điều đó. Mặc dù thung lũng chính là nơi giàu có, nhưng vẫn còn hàng ngàn người không có nổi một chỗ ở. Nơi đây có số người vô gia cư lớn nhất San Jose và cả nước Mỹ. Có lẽ là bởi vì thời tiết ở đây quá đẹp chứ. Nhưng một lý do khác là với tính chất của nơi đây. Bạn sẽ bị chìm xuống đáy nếu như bạn không thể vượt lên trên đó được. Và đó là điều khó khăn cho tất cả mọi người. Điểm trừ của trung tâm công nghệ này, cơ hội không được chia đều cho tất cả mọi người. Chi phí sinh hoạt rất là đắt đỏ. Đường xá lúc nào cũng tắc nghẽn. Có rất nhiều vấn đề vẫn tồn tại ở nơi đây, và cả khoảng cách giàu nghèo thực sự rất khó mà xóa bỏ. Nhưng bất chấp các trở ngại đó, nền văn hóa nơi đây vẫn có thể đưa nhiều người lên đỉnh cao không tưởng. Nơi đây là thủ đô công nghệ của toàn thế giới. Silicon là một sân chơi đặc biệt. Thung lũng Silicon luôn có một vòng bất tận. Vòng tròn bất tận đó chính là nơi tập hợp của những kỹ sư giỏi nhất. Vì sao? Vì đây là nơi mà các công ty khởi nghiệp. Tại sao lại vậy? Vì đó là nơi mà các nhà đầu tư dám rót tiền vào công ty đó. Vì sao họ lại ở đây? Là bởi vì ở đây có các kỹ sư giỏi. Tại sao các kỹ sư giỏi lại vậy đây? Vì ở đây có các công ty lớn. Đó chính là một vòng tròn lặp lại vô hạn ở thung lũng Silicon. Jan Kum sinh ra và lớn lên ở Ukraine. Với tôi hồi còn đi học, tôi phải dùng bảng tính vì không có máy tính.
Tôi còn nhớ là lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy chiếc máy tính, tôi đã cảm thấy thật là hạnh phúc, giống như là mình đã thấy một thế giới mới vậy. Năm 1992, khi anh 16 tuổi, anh đã cùng với mẹ chuyển đến California. Cha của anh thì vẫn ở lại. Họ đã thuê một căn hộ rẻ tiền nằm ở Mountain View, thuộc thung lũng Silicon. 6 năm đầu tiên ở Mỹ, quả thực rất là khó khăn. Chúng tôi phải ở nhà ở xã hội, đi xin trợ cấp tài chính và mua tem thức ăn. Mọi chuyện rất là khó khăn, chẳng có gì là dễ dàng cả. Sau khi học hết cấp 3, Coombs đã theo học về máy tính ở một trường đại học công. Do tình cờ, anh đã tìm được việc ở đội an ninh mạng của Yahoo. Anh cũng đã học hỏi được rất nhiều từ công ty này. Người tuyển dụng của tôi đã giải thích cho tôi về quyền mua cổ phiếu. Tôi cũng không hề biết về điều đó. Chúng tôi đã ngồi trong phòng họp, tôi nhớ là, để bàn về hợp đồng của tôi. Họ đã nói, chỉ làm bán thời gian, không được mua cổ phiếu. Tôi đã tự hỏi, đó là gì? Vì sao tôi lại cần nó? Tại Yahoo, Coombs đã kết bạn với Brian Cotton, người đã giúp anh vượt qua rất nhiều khó khăn. Và khi cha anh qua đời ở Ukraine, hay là khi mẹ anh qua đời vào năm 24 tuổi, Coombs và Acton làm việc ở Yahoo đến năm 2007. Sau đó thì họ bán cổ phiếu lấy tiền và rời đi. Tôi muốn tự mình làm một thứ gì đó, nhưng mà chưa biết phải làm gì cả. Sau đó vào năm 2009, anh có một ý tưởng. Khi đó tôi vừa mua một chiếc iPhone. Không thích bị bỏ lỡ cuộc gọi trong lúc đang đi tập gym. Như vậy anh đã tạo ra một ứng dụng cho phép người dùng thông báo là họ đang bận hay là đang rảnh. Anh đã gọi nó là WhatsApp và quyết định bán nó. Apple đồng ý bán nó trong App Store. Đó là khoảnh khắc vô cùng trọng đại. Tôi cảm thấy mình đã đạt được thành tựu và tôi đã thành công. Tôi đã tự mình làm được một thứ gì đó. Và giờ đây, bất kỳ ai dùng iPhone đều có thể sử dụng nó. Cảm giác thành tựu ấy không thể nào tả bằng lời được cả. Tôi cảm thấy rất vui khi mình làm ra được nó. Nhưng Coombs không bỏ cuộc. Anh định hướng WhatsApp theo một thị trường tiềm năng hơn. Đó là tin nhắn. Phí gửi tin nhắn quốc tế quả thực rất đắt đỏ. Nếu gửi kèm hình ảnh qua tin nhắn quốc tế còn đắt hơn rất là nhiều. Rất là mắc. Như vậy, Coombs đã thay thế mạng lưới tin nhắn của các hãng điện thoại. Chúng tôi đã sử dụng Internet, cũng như là Google, Netflix và nhiều công ty khác. Với dịch vụ nhắn tin qua Internet, thì bạn có thể nhắn tin thoải mái chỉ với $1 mỗi năm. Và nó đã thành công. Tất cả đều khả quan hơn rất là nhiều. Ra mắt vào năm 2009, WhatsApp 2.0 đã có được hàng triệu người dùng toàn cầu. Brian và Coombs cùng điều hành công ty Sequoia Capital, một công ty đầu tư có tiếng và đã chú ý đến họ. Do thời điểm đó, thì WhatsApp có hơn 8 triệu người dùng. Hơn một nửa số đó, họ sử dụng nó hàng ngày. Nếu xét đến số người dùng hàng ngày, thì đạt được khoảng 50% hoặc là hơn, đã là một kỳ tích rồi. Sequoia đã đầu tư 60 triệu đô la Mỹ vào WhatsApp. Chúng tôi đã phát triển rất nhanh. Người dùng vẫn tiếp tục ủng hộ ứng dụng này. Hiện nay WhatsApp đã vượt qua Twitter. Và nếu xét đến người dùng hoạt động hàng ngày, hàng tháng. Vào năm 2012, sự phát triển của WhatsApp đã thu hút được sự chú ý của Mark Zuckerberg. Now what's the big threat to Facebook? Thứ gì đang đe dọa Facebook? Instagram, WhatsApp, những ứng dụng mới nổi là mối đe dọa đối với Facebook. What has Facebook done? Facebook để làm gì? Họ chi hàng tỷ đô la Mỹ để mua quyền sở hữu chúng.
Vào năm 2014, Zuckerberg đã đưa ra một đề nghị. Facebook đã mua lại WhatsApp với mức giá kỷ lục là 19 tỷ đô la Mỹ. Đó là thương vụ lớn nhất trong lịch sử của Silicon. Đó là hợp đồng lớn nhất của Facebook. Từ số vốn đầu tư 60 triệu đô la Mỹ, Sequoia đã thu về 3 tỷ đô la Mỹ. Và Khum đã ký hợp đồng tại căn hộ ở Mountain View, nơi anh đã tự mua tem thức ăn. Ngày nay có hơn 1 tỷ người đang sử dụng WhatsApp. Sẽ chẳng có cơ hội nào hết. Có lẽ tôi sẽ không tạo ra được WhatsApp nếu không ở thung lũng Silicon. Không có cơ hội nào hết. Nơi này đúng là một nơi kỳ diệu. Đó là nơi luôn có những yếu tố bất ngờ, bởi vì cũng không dễ gì có thể bắt chước được nó cả. Mà cũng không thể áp dụng công thức ở đây vào chỗ khác. Bạn cần thời gian và rất nhiều yếu tố khác tương tác với nhau. Nhưng nó luôn luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Đó là vẻ đẹp của nó. Thung lũng này có thể nói là nó vượt trội hơn mọi nơi khác với một khoảng cách rất là xa. Và bạn chỉ có thể nói rằng khoảng cách đó sẽ ngày càng xa hơn nữa. Tôi tin rằng thung lũng này sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục là người dẫn đầu của thế giới. Nó vẫn là thủ phủ của cách mạng công nghệ trong nhiều năm tới. Thung lũng Silicon đưa công nghệ vào mọi thứ mà bạn nhìn thấy hoặc là chạm vào. Sự biến đổi lớn đến mức chúng ta không thể nào theo kịp. Người trên khắp thế giới đã kéo đến đây. Họ muốn tham gia. Nếu muốn kinh hoàng thành công, hãy đến New York. Nếu muốn tìm hiểu về điện ảnh, hãy đến Hollywood. Nếu muốn tìm hiểu về công nghệ, thì hãy đến thung lũng Silicon. Nơi này thu hút mọi người nhờ tiềm năng công nghệ. Nơi này có sức hút không thể cưỡng lại. Lực từ. Đó là con tàu vũ trụ mà chỉ cần bấm nút, nó sẽ đưa bạn tới mọi nơi. Đó là một cửa hàng bách hóa, một thư viện, văn phòng, rạp chiếu phim và bản đồ. Ứng dụng kỳ diệu này có thể làm gần như tất cả mọi việc. Google đã mở rộng khả năng của chúng ta đến mức khó tin. Đây là một bước nhảy vọt mà chúng ta mong chờ ở thung lũng Silicon. Một trong những điều thú vị ở thung lũng Silicon là ở chỗ nơi này tự ý thức hướng tới thay đổi thế giới. Đây là nơi sẽ thay đổi lịch sử. Câu chuyện ở thung lũng Silicon kể về những cá nhân rất xuất chúng bất ngờ tìm ra khả năng và động lực cá nhân để tạo ra công nghệ thay đổi cả thế giới. Bạn nghĩ cá nhân của họ đã gây nên tiếng vang trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Sự thật thì những người hùng của thung lũng Silicon cũng không thể nào thành công nếu như không có sự giúp đỡ từ những người đóng thuế, chính phủ và nhà thầu quân sự. Các trường đại học và những sáng chế mới và làn sóng nhập cư. Nhiều người ở khắp nơi đã cố gắng bắt chước nhưng không thành công. Người có động lực và tham vọng đã bị thu hút bởi Silicon từ những năm 1840. Thung lũng Silicon đã thu hút những người có tầm nhìn và dám nghĩ dám làm, bởi vì California đã thu hút rất nhiều người như thế. Những người như là Leland Stanford, người New York đã tìm đến vì cơn sốt vàng. Di sản của ông định hình Silicon trong 150 năm tới. Năm 1861, ông đã đồng sáng lập Central Pacific Railroad. Nó mang lại cho ông rất nhiều tiền. Sự giàu có để giúp ông đưa ra phát kiến mới nhất của Silicon. Stanford rất mê đua ngựa và ông đã mua trang trại ở miền nam San Francisco, ngày nay chính là thung lũng Silicon.
Tốc độ của ngựa đã khiến ông thích thú. Nhưng mà ông lại muốn phát triển một hệ thống phân tích giảng dạy của con ngựa thành phần để có thể ghép chúng lại và tạo ra một con vật chạy nhanh hơn. Nhưng mà các nhà khoa học thời đó cũng không biết ngựa chạy ra sao. Có phải cả bốn chân của nó cùng nhấc khỏi mặt đất hay không? Stanford muốn làm sáng tỏ điều này. Ông ấy đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Đó là làm thế nào để có câu trả lời rằng câu hỏi này bằng công nghệ. Như vậy, năm 1872, Stanford đã thuê thợ chụp ảnh là Edward Mulbray giải đáp bí ẩn này. Ông đã xây một cái nhà kho với 12 máy quay chĩa ra từ cửa sổ dài. Và ông đã cho ngựa chạy qua nhà kho này và liên tiếp chụp ảnh chúng. Và những bức ảnh chụp liền nhau này cho thấy con ngựa khi chạy như thế nào, chúng nhấc cả bốn chân lên. Chứ ai từng thấy điều này bao giờ cả. Tất cả là nhờ máy ảnh của Mulbray. Đây là lần đầu tiên máy ảnh chụp được chuyển động. Đó thực sự là một bước đột phá để điện ảnh ra đời sau này. Cố lên, Biscuits! Ngay sau khi xuất bản sách chứa các bức ảnh, thảm kịch đã giáng xuống Stanford. Vào năm 1884, con trai 15 tuổi của ông đã bị thương hàn và qua đời. Cha mẹ cậu đã vô cùng đau buồn. Nhưng sau khi vượt qua nỗi đau, họ đã quyết định xây dựng một ngôi trường để tưởng nhớ con trai mình. Họ đã xây viện đại học Leland Stanford trên đất nông trại của mình ở Papo Asto. Stanford xây ngôi trường này là để đào tạo các kỹ sư và những người muốn làm việc trong ngành này. Và ông cũng muốn trường của mình sẽ là trung tâm của các phát kiến. Leland Stanford là một người tiên phong. Ông ấy muốn phát triển những công nghệ mới. Đây cũng là cách mà các nhà tài trợ cho trường của đại học của mình. Cho đến nay thì sinh viên của Leland Stanford đã sáng lập ra khoảng 70.000 công ty. Họ đã tạo ra hơn 5 triệu việc làm. Và ngày nay thu nhập là 2,7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty đầu tiên do một sinh viên trẻ có tên là Cyril Elwell sáng lập vào năm 1909. Đó là người đã thay đổi lĩnh vực radio. Ông muốn truyền đi nhiều hơn dấu chấm và vạch của mã mốt. Trong ngôi nhà này ở Palo Alto, ông ấy đã nghĩ ra cách phát nhạc. Để diễn đạt cách mình truyền nhạc thì Cyril đã đặt máy quay đĩa ở nhà mình ở Palo Alto và phát đi bản nhạc đó là Blue Danube Waltz đến một nơi khác đó là Los Angeles, California. Nhưng chất lượng âm thanh lúc đó còn rất kém. Ông biết rằng Valdemar là nhà phát minh đan mạch đã tạo ra một thiết bị có thể truyền âm thanh có tên là máy phát hồ quang. Elwell đến Đan Mạch và đăng ký quyền sở hữu thiết bị. Hiệu trưởng trường Stanford đó là Daystar Jordan rất là ấn tượng với Elwell và giúp ông mở công ty. Ông đã đầu tư $500 vào Federal Telegraph và ông là nhà đầu tư đầu tiên cho công nghệ hiện đại. Ở California, Elwell đã sử dụng máy phát mới để truyền âm thanh đi xa hơn 80 km trước mặt rất nhiều người. Và Elwell cũng sớm ký hợp đồng với một khách hàng rất lớn và cũng rất cần công nghệ này. Hải quân sử dụng radio từ rất sớm để liên lạc giữa các tàu dưới đất liền. Nhưng họ cũng không thể liên lạc bằng giọng nói mà bằng dấu chấm và cả vạch. Radio của Elwell đã đánh dấu bước tiến lớn nhưng không được đón nhận một cách nồng nhiệt. Đây là vấn đề mà nhà phát minh ở San Francisco có tên là Lee DeForest đang cảm thấy cần phải giải quyết. Ông đang phát triển đèn chân không mới nhưng đã khánh kiệt và cần một nơi làm việc. Ông muốn phát minh để kiếm tiền để trả nợ. Ông đã tìm đến Cyril Elwell.
Ông đã mời DeForest đến làm ở thung lũng Silicon. Và ông bắt đầu nghiên cứu các tấm trong đèn chân không dòng chảy electron và cuối cùng tạo ra bộ khuếch đại. Ông đã đặt đồng hồ trước micro và được nối với bộ khuếch đại. Ông suýt bị thủng màng nhĩ vì tiếng động của nó quá lớn. Ông nhận ra là mình đã thành công. Trước kia bạn phải mang theo thiết bị và đeo tai nghe vì tín hiệu cảm thấy rất là yếu. Giờ thì chỉ cần lắp đèn chân không và khuếch đại âm thanh lên. Đến những năm 1930, thung lũng Silicon hồi đó đã tràn ngập những phát kiến điện tử. Và điều này càng thu hút những người đam mê sáng chế, họ dám tạo ra các siêu vũ khí và cũng từ điều đó đã giúp nước Mỹ đi đầu trong ngành không gian. Tôi nghĩ là lần đầu tiên chúng ta nên cho khán giả thấy máy gia tốc hạt 1 tỷ watt nó vận hành như thế nào. Nói cách khác, đây là máy nghiền phân tử. Người đứng đầu phòng thí nghiệm này chính là Red Terman. Ông được coi là người sáng lập thung lũng Silicon. Chúng ta có một số sinh viên đang làm việc ở đây. Họ đến từ đâu? Họ đại diện cho 75 trường trên khắp nước Mỹ và hơn 10 trường ở nước ngoài. Ngành công nghiệp điện tử đang phát triển mạnh mẽ và ở đây có nhiều công việc hấp dẫn. That industry is kickstarted by Terman back in 1938. When he uses 500 Terman đã huy động vốn cho ngành này vào những năm 1938 khi ông dùng số tiền $500 để mời hai cựu sinh viên là Hewlett và Packard mở công ty. Công ty của họ một ngày nào đó sẽ có hơn 300.000 nhân viên và trị giá hơn $100 billion. Nhưng Thế chiến thứ hai đã cản trở Terman mở thêm công ty ở thung lũng Silicon. Năm 1942, ông đã chuyển đến Boston để quản lý phòng thí nghiệm do chính phủ tài trợ. Red Terman đã nhận ra sự quan trọng của chính phủ trong khoa học và kỹ thuật, và đây chính là cơ hội phát triển cho Stanford. And also that there was a potential for Stanford to really become a powerhouse of its own. After the war, sau chiến tranh, Terman đã trở về Stanford, nhưng nhận ra là mình đã bị chú Sam vượt mặt. MIT nhận được $10 triệu do chính phủ tài trợ. Harvard cũng được $10 triệu Mỹ. Columbia, Caltech, tất cả các trường kỹ thuật lớn đều được tài trợ nghiên cứu trong Thế chiến thứ hai. Còn Stanford chỉ nhận được $50,000 tiền huấn luyện. Terman đã quyết không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Ông đã lập tức mở khoa kỹ thuật, cụ thể là kỹ thuật hàng không, tập trung vào các hợp đồng và phát triển quân sự. Terman đã giành được hợp đồng trang bị cho nước Mỹ trước xung đột mới chiến tranh lạnh. Việc mà Terman làm rất là đặc biệt. Đa số các trường có hợp đồng quân sự tập trung nghiên cứu và sản xuất ngay ở trong trường. Nhưng Terman thì không muốn biến Stanford thành nhà máy của quân sự. Ông đã nói với các sinh viên của mình rằng, hãy lấy nghiên cứu của tôi hay bất cứ thứ gì ở đây rời khỏi Stanford và làm điều gì đó cho đất nước này. Và việc quan trọng thời đó chính là giúp đỡ đất nước trong chiến tranh lạnh. Ban đầu thì có rất ít, nhưng mà sau đó thì rất nhiều công ty kỹ thuật đã ra đời. Chính phủ đầu tư rất là nhiều cho khoa học, không chỉ để phát triển sản phẩm mới, mà còn tài trợ cho những nghiên cứu cơ bản. Họ sẽ xem các ý tưởng này sẽ đi đến đâu. Một trong số đó có phòng thí nghiệm của hàng không Ames. Đây chính là cơ sở của chính phủ có hệ thống hầm gió lớn nhất trên thế giới. Đây là cơ sở hàng không có công nghệ hiện đại nhất. Họ đã tuyển được những người giỏi nhất trên khắp đất nước, và thử nghiệm của họ thực sự là rất lớn. Chúng đã thu thập rất là nhiều dữ liệu, chúng hoạt động liên tục nên cần rất nhiều thiết bị đo. Và Hewlett Packard là người đã cung cấp thiết bị cho họ. Thời đó quả thực rất thú vị. Tin tức bắt đầu ở Moscow, sau đó lan ra toàn thế giới.
Nga đã phóng vệ tinh nhân tạo vào không gian. Họ là những người đầu tiên. Sự kiện đó rất quan trọng. Và nước Mỹ nhận ra là mình phải cạnh tranh với Liên Xô. Cũng không phải ngẫu nhiên khi Sputnik diễn ra vào năm 1957 và đến năm 1958 thì chính phủ đã thành lập NASA. Chúng ta phải nhận thức rõ công nghệ mà mình phát triển có thể dùng cho mục đích xấu. Khi bạn dùng điện thoại thông minh, họ biết là bạn đang xem gì, họ biết là bạn đang đi đâu, gọi cho ai và mua những gì. Đồng thời, họ cũng đoán được là bạn sẽ đi đâu tiếp. Những công ty như là Google, Amazon hay là Facebook có quá nhiều thông tin về người dùng. Sẽ ra sao nếu một công ty có thể nắm giữ nhiều thông tin đến như vậy? Tôi nghĩ rằng những công cụ này sẽ có ích cho những người. Họ có thể sử dụng nó bởi vì nó cho chúng ta kiến thức, nhưng mặt trái của nó thì sẽ đi đến đâu? Tôi nghĩ là lần đầu tiên chúng ta nên cho khán giả thấy máy gia tốc hạt 1 tỷ watt nó vận hành như thế nào. Nói cách khác, đây là máy nghiền phân tử. Người đứng đầu phòng thí nghiệm này chính là Red Thurman. Ông được coi là người sáng lập thung lũng Silicon. Chúng ta có một số sinh viên đang làm việc ở đây. Họ đến từ đâu? Họ đại diện cho 75 trường trên khắp nước Mỹ và hơn 10 trường ở nước ngoài. Ngành công nghiệp điện tử đang phát triển mạnh mẽ và ở đây có nhiều công việc hấp dẫn. That industry is kickstarted by Terman back in 1938. Thurman đã huy động vốn cho ngành này vào những năm 1938 khi ông dùng số tiền $500 để mời hai cựu sinh viên là Hewlett và Packard mở công ty. Công ty của họ một ngày nào đó sẽ có hơn 300.000 nhân viên và trị giá hơn $100 tỷ. Nhưng Thế chiến thứ hai đã cản trở Thurman mở thêm công ty ở thung lũng Silicon. Năm 1942, ông đã chuyển đến Boston để quản lý phòng thí nghiệm do chính phủ tài trợ. Red Thurman đã nhận ra sự quan trọng của chính phủ trong khoa học và kỹ thuật. Và đây chính là cơ hội phát triển cho Stanford. Sau chiến tranh, Thurman đã trở về Stanford, nhưng nhận ra là mình đã bị chú Sam vượt mặt. MIT nhận được $10 triệu do chính phủ tài trợ. Harvard cũng được $10 triệu. Columbia, Caltech, tất cả các trường kỹ thuật lớn đều được tài trợ nghiên cứu trong Thế chiến thứ hai. Còn Stanford chỉ nhận được $50,000 tiền huấn luyện. Thurman đã quyết không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Ông đã lập tức mở khoa kỹ thuật, cụ thể là kỹ thuật hàng không, tập trung vào các hợp đồng và phát triển quân sự. Thurman đã giành được hợp đồng trang bị cho nước Mỹ trước xung đột mới chiến tranh lạnh. Việc mà Thurman làm rất là đặc biệt. Đa số các trường có hợp đồng quân sự tập trung nghiên cứu và sản xuất ngay ở trong trường. Nhưng Thurman thì không muốn biến Stanford thành nhà máy của quân sự. Ông đã nói với các sinh viên của mình rằng, hãy lấy nghiên cứu của tôi hay bất cứ thứ gì ở đây rời khỏi Stanford và làm điều gì đó cho đất nước này. Và việc quan trọng thời đó chính là giúp đỡ đất nước trong chiến tranh lạnh. Ban đầu thì có rất ít, nhưng mà sau đó thì rất nhiều công ty kỹ thuật đã ra đời. Chính phủ đầu tư rất là nhiều cho khoa học, không chỉ để phát triển sản phẩm mới, mà còn tài trợ cho những nghiên cứu cơ bản. Họ sẽ xem các ý tưởng này sẽ đi đến đâu. Một trong số đó có phòng thí nghiệm của hàng không Amex. Đây chính là cơ sở của chính phủ có hệ thống hầm gió lớn nhất trên thế giới. Đây là cơ sở hàng không có công nghệ hiện đại nhất. Họ đã tuyển được những người giỏi nhất trên khắp đất nước và thử nghiệm của họ thực sự là rất lớn. Chúng đã thu thập rất là nhiều dữ liệu, chúng hoạt động liên tục nên cần rất nhiều thiết bị đo.
Và Hewlett Packard là người đã cung cấp thiết bị cho họ. Thời đó quả thực rất thú vị. Tin tức bắt đầu ở Moscow, sau đó lan ra toàn thế giới. Nga đã phóng vệ tinh nhân tạo vào không gian. Họ là những người đầu tiên. Sự kiện đó rất quan trọng, và nước Mỹ nhận ra là mình phải cạnh tranh với Liên Xô. Cũng không phải ngẫu nhiên khi Sputnik diễn ra vào năm 1957, và đến năm 1958 thì chính phủ đã thành lập NASA. NASA được đặt ở phòng thí nghiệm Amex. NASA muốn lên mặt trăng. Mỹ muốn là nước đi đầu, nhưng không thể chế tạo tên lửa bằng đèn chân không. Và người cần ý tưởng mới ở thung lũng Silicon là người chấp nhận sớm. Đó là những người mà họ sẵn sàng và vui vẻ để trả rất nhiều tiền cho những thứ không hoạt động. Họ không quan tâm chi phí mà muốn là người đầu tiên. Tài trợ của chính phủ đã thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang. Công ty được lợi nhiều nhất là tập đoàn Lockheed. Họ có nhà máy ở thung lũng để chế tạo tên lửa Boreas cho hải quân. Năm 1956, Lockheed không có nhân viên nào. Nhưng năm 1960 thì có 20.000 nhân viên chế tạo tên lửa ở thung lũng Silicon. Số nhà thầu không gian và quốc phòng đang thu hút hàng ngàn nhà khoa học và kỹ sư tới thung lũng Silicon. Tất cả đều được chính phủ tài trợ. Cơ sở hạ tầng được bang California đầu tư xây dựng hệ thống trường đại học. Họ xây những con đường mới, những thị trấn mới và khu vực mới. Sự đầu tư này đã đặt nền móng cho nền kinh tế mới. Người mới xin việc vào công ty do sinh viên của Thurman sáng lập và được hỗ trợ nhờ các thỏa thuận. Đầu tiên, Thurman và các giáo sư thông báo với Lockheed, quân đội không gian và hải quân rằng họ đã thành lập công ty mới, hãy ký hợp đồng với chúng tôi. Việc này đã tạo nên mạng lưới các doanh nghiệp tập trung xung quanh Stanford. Các công ty quân sự có một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế của Silicon từ những năm 1950 đến năm 1970. Bước vào thời kỳ phát triển này, năm 1956, một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ đã đưa Silicon rời xa đèn chân không tới thời đại mới. Khi Lockheed xuất hiện, Shockley cũng xuất hiện. Shockley brings with him his groundbreaking invention. Shockley đã mang theo phát minh đột phá của mình, một thiết bị nhỏ nhưng có thể thay đổi thung lũng và cả thế giới. Ngày nay, chúng ta không nhận ra phát minh của William Shockley có mặt ở xung quanh mình. Từ máy pha cà phê cho tới máy điện tim, từ máy giặt cho tới máy độ xe, tấm bảng điện tử lớn và gần như mọi đồ điện tử mà bạn có. Nó có tên là bóng bán dẫn. Bóng bán dẫn định nghĩa lại điện tử. Đó là một linh kiện nhỏ điều tiết dòng điện. Nó giống như là một công tắc bóng đèn trong nhà của bạn, có thể điều chỉnh dòng chảy của các electron. Không thiết bị nào có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến thung lũng Silicon. Và Shockley, nhà vật lý từng giành giải Nobel, người đồng phát minh bóng bán dẫn, đã giúp thay đổi thung lũng này. Shockley là một nhân vật khá là thú vị. Ông có trực giác rất tuyệt vời. Đồng nghiệp của tôi nói ông ấy nhìn thấy cả các electron. Ông ấy biết điều gì xảy ra trong các cấu trúc phức tạp đó. Transistors replace vacuum tubes. Bóng bán dẫn cũng giống như đèn chân không nhưng nhỏ hơn và tỏa ra ít nhiệt hơn. Nó hoạt động nhờ một chất rắn được gọi là chất bán dẫn có thể được điều chỉnh để chặn hoặc là cho electron đi qua. Shockley đã nghĩ đến việc cải tiến bóng bán dẫn, nhưng giữa ông và đồng nghiệp đã xảy ra tranh cãi. Như vậy, ông đã quyết định mở công ty riêng. Ông đã chọn một vị trí gần Palo Alto, nơi mà ông lớn lên và mẹ ông đang sống ở đó. Ông tập hợp những người tài giỏi nhất thế giới, những trí óc trẻ vĩ đại đam mê về vật lý.
Khi thuê chúng tôi, ông ấy đã cho chúng tôi thực hiện một bài kiểm tra IQ và tâm lý. Kết quả thế nào? Ông ấy đã cho tôi và Bob Noyce xem kết quả của nhau. Chúng tôi thì được đánh giá là có trí thông minh, nhưng mà không thể làm công việc quản lý. Cho tôi nghĩ rằng đáng lẽ Shockley cũng nên làm bài kiểm tra đó. Shockley đã mở công ty đầu tiên trong số hàng trăm công ty về bán dẫn ở thung lũng Silicon. Trước Shockley thì không có gì. Sau đó Shockley xuất hiện. Ông ấy tài giỏi, nhưng cũng là một người khá lập dị. Shockley rất giỏi tìm kiếm những người tài, nhưng mà quản lý thì lại cực kỳ kém. Ông ấy là một người độc đoán. Tôi bảo các anh nên làm gì thì làm lấy, không đưa ra sáng kiến hay thắc mắc gì thêm cả. Sau vài tháng, sự căng thẳng cũng lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, vào ngày 18 tháng 9 năm 1957, 8 nhân viên hàng đầu của Shockley, gồm cả Noy và Moore, cùng lúc xin thôi việc. Họ được gọi là 8 kẻ phản bội. Sau đó, Arthur Rock, nhà đầu tư ngân hàng ở Fort Worth, đã thay đổi cuộc đời họ và cả thung lũng Silicon. Họ rất vui nếu tôi tìm được việc cho họ, nhưng tôi đã tìm thấy một điều to lớn hơn. Do tình cờ hoặc là số phận đã sắp đặt mà Arthur Rock đã gặp Sherman Fairchild, người đã sáng lập ra công ty Fairchild và cũng rất đam mê về công nghệ. Fairchild đã đồng ý bỏ ra $1 triệu để mở chi nhánh ở thung lũng Silicon. Bộ 8 không chỉ làm việc ở Fairchild mà còn sở hữu cổ phần ở đó. Tôi chọn 8 người này và quyết định thành lập công ty để họ được sở hữu một cách công bằng và mọi thứ đều rõ ràng. Lúc đó Arthur Rock không tính đến điều này. Ông chỉ muốn giải quyết rắc rối. Nhưng mà ở thung lũng Silicon, ông ấy sẽ nhận ra mình không chỉ giải quyết vấn đề mà còn tạo ra mô hình mới. Và Rock đã đặt tên cho mô hình này là quỹ đầu tư mạo hiểm. Và trong đó nhà đầu tư nhận được cổ phần và giúp điều hành công ty. Nhà đầu tư mạo hiểm sẽ có khả năng thu hút nguồn nhân lực, kiến thức, mối quan hệ và cả tiền bạc để có thể thành lập một công ty nhỏ. Nếu như không có họ thì chúng ta sẽ không có thung lũng Silicon. Thỏa thuận đã tạo ra Fairchild sẽ đền đáp cho các nhà sáng lập và Silicon. Fairchild là nhân tố mà sau này sẽ sớm trở thành sự bùng nổ công nghệ trong 50 năm tiếp theo. Sự bùng nổ đã bắt đầu khi mà Fairchild nghĩ ra cách thay đổi vật liệu làm chất bán dẫn từ germanium, một chất vô cùng hiếm, thành một thứ có ở trong cát. Bóng bán dẫn của silicon bền và chịu nhiệt tốt hơn. Chúng cũng sớm được sử dụng trong tên lửa, cho tới radio, và giúp cho thung lũng silicon trở nên nổi tiếng. Nhưng sự phát triển của thung lũng Silicon thì không bao gồm người khởi xướng. William Shockley đã đánh mất vị trí ở đỉnh cao của ngành điện tử. Ông ấy đã bán công ty vào năm 1960 với giá rẻ. Sau đó, ông dành nhiều năm cuộc đời mình ủng hộ một ý tưởng lập dị về chủng tộc và trí tuệ. Tôi cho rằng nguyên nhân chính của sự suy giảm trí tuệ nằm ở di truyền và nguồn gốc gen. Khái niệm này đã bị các chuyên gia gạt bỏ vì không có cơ sở khoa học. Vào năm 1989, nhà khoa học một thời được ca ngợi đã qua đời. Dù quan điểm cực đoan của Shockley bị bác bỏ, các thành kiến khác vẫn tồn tại. Ngày nay, 90% nhân viên công nghệ ở thung lũng là người da trắng và châu Á, chỉ có 2% là da màu. Và số lao động nữ giới chỉ chiếm 1/3. Thung lũng Silicon thuở ban đầu chủ yếu là người da trắng và nam giới. Ngành này có rất ít nữ giới và cần rất nhiều người giỏi. Sự kết hợp này không tốt một chút nào. If you're not doing something hard, you're wasting your time.
Nếu bạn không cố gắng thì bạn đang lãng phí thời gian của mình. Năm 1989, Heidi Roizen, giám đốc của công ty phần mềm Timaker, một trong số nữ giám đốc ở thung lũng Silicon, đã xin vay ngân hàng $1 triệu. Đến dùng bữa tối cùng với các giám đốc của các công ty công nghệ cũng vay ngân hàng này giống như tôi. Và ở buổi tối đó có khoảng từ 10 đến 12 người. Khi tôi bước vào phòng thì chị ngửi thấy mùi rượu Scotch. Tôi thực sự rất ghét rượu Scotch. Họ đã bàn tán về chơi golf. Tôi thì không chơi golf. Chỉ có một mình tôi là phụ nữ. Tôi cũng không biết làm thế nào để hòa nhập với họ. Tôi đã nghĩ là mình sẽ không được cho vay ở ngân hàng này. Và sự thật đúng là như vậy. Roizen không phải là người duy nhất cảm thấy mình bị lạc lõng ở thung lũng. Không phải ai cũng có thể ở đây đâu. Có quá nhiều nam giới, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thời gian làm việc ở công ty dài cũng không phù hợp với phụ nữ có con. Các công ty như là Google, họ đã cho xây nhà ăn, phòng giặt để nhân viên của mình có thể có thời gian ở lại công ty càng lâu càng tốt. Ngày nay, nhân viên công nghệ ở thung lũng đa số đều là nam giới. Nhưng mà trước kia, phụ nữ lại có vai trò rất là quan trọng. Trong thời kỳ đầu của thung lũng thì phụ nữ sẽ làm những công việc như là lắp ráp hoặc là sản xuất. Tay của họ nhỏ nhắn, họ có thể làm việc một cách nhẹ nhàng như là lắp ráp linh kiện điện tử chẳng hạn. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà lập trình đầu tiên đều là phụ nữ. Họ được gọi là máy tính do họ tính toán đường đạn nhờ các phép tính toán khác nhau. Và tôi rất kính trọng họ. Họ chính là những người phụ nữ tiên phong. Họ tạo nên những bước đột phá và giải quyết các vấn đề phức tạp. Họ không được tôn vinh, nhưng họ đã đặt nền móng quan trọng cho điện toán. Nhưng vài chục năm sau chiến tranh, phụ nữ đã mất chỗ đứng trong ngành điện toán. Tin tặc và người mạo quá bắt đầu xuất hiện trong những năm 1950-1960, và khi đó ở thung lũng đa số đều là nam giới. Văn hóa này đã ăn sâu vào toàn bộ hệ thống. Nhưng một số phụ nữ đã tìm cách để phá vỡ rào cản này. Tôi là một người đam mê máy tính. Tôi muốn theo đuổi sự nghiệp về khoa học. Tôi đã học khoa lý sinh ở trường đại học Berkeley và tôi thấy mình yêu thích phần mềm. Năm 1989, Kim Bolesi đã làm việc cho Sun Microsystem, một công ty máy tính hàng đầu. Xung quanh tôi lúc đó chỉ toàn là đàn ông thôi, nhưng chẳng sao cả, tôi đến để làm việc mà. Cô thuộc nhóm phát triển Java, ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho mạng toàn cầu. Vào năm 1996, Polisi đồng sáng lập công ty phần mềm Marimba và làm giám đốc điều hành. Là một trong rất ít nữ giám đốc, tôi nhận được sự chú ý và một số việc cũng rất là kỳ lạ. Khi tôi phát biểu về mạng Internet hay là Java hay gì đó, thì người ta lại chú ý đến trang phục của tôi. Việc này đôi lúc cũng khá là khó chịu, nhưng mà tôi chỉ còn cách phớt lờ mà thôi. Nhờ có Polesi, Marimba rất phát triển. Nó được mua lại với giá là $239 triệu. Sự nghiệp của tôi lúc đó khá là ổn định. Và những người thành công ở thung lũng mà tôi gặp đều không bỏ cuộc. Tham vọng của Heidi Roizen bắt nguồn từ tuổi thơ của cô. Đối với tôi, đây chính là quê nhà của tôi. Cha tôi làm việc cho Ampex vào những năm 1950 và ông đã chế tạo ra máy thu băng đời đầu. Cha tôi thì không khuyến khích tôi trở thành kỹ sư mà ông muốn tôi thành lập một doanh nghiệp. Cũng giống như nhiều người ở thung lũng này, Roizen đã theo trường đại học Stanford và sau đó là thương mại. Năm 1983, cô và anh trai Peter của mình, một kỹ sư phần mềm, đã thành lập T-Marker. Chúng tôi đã hoạt động cũng được khoảng vài năm, nhưng mà rồi sau đó nhận ra là mình đã bỏ lỡ cơ hội giúp cho công ty phát triển nhanh hơn. Roizen đã xin lời khuyên từ người bạn, đó là anh Wibles, một cựu giám đốc phần mềm đã đầu tư vốn mạo hiểm.
Cô ấy có một mô hình rất là hiệu quả. Dù bán phần mềm giá rẻ, nhưng tổng lợi nhuận rất cao. Cô ấy biết cách kiếm lời. Cô ấy đã giúp tôi. Roizen đã nhận được đề nghị từ một nhà đầu tư khác. Do thời điểm đó thì em muốn tôi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Cô ấy đã đưa cho tôi giấy tờ điều khoản. Tôi đã hỏi, cái gì đây? Cô ấy nói với tôi, cô biết rồi đấy, mình là đối tác tốt hơn các công ty khác. Tôi biết cô ấy là đối tác tuyệt vời. Cuối cùng thì họ cũng nhận được một khoản tiền kha khá. Đây là kết quả có lợi cho Heidi và đội cô ấy cũng như cho nhà đầu tư. Nhưng những thành công của những người phụ nữ ở thung lũng này vẫn không thay đổi được tình trạng này. Một công ty ở thung lũng Silicon đã bị kiện tụng về phân biệt giới tính. Vấn đề phân biệt lại nổi lên khắp thung lũng Silicon. Cho đến giờ thì tôi vẫn chưa thể nào hiểu được. Năm 1996, khi sáng lập ra Marimba, mọi người đã phản ứng cục rất là lạ. Tôi nghĩ sau 10 năm nữa sẽ có rất nhiều phụ nữ hơn thành lập doanh nghiệp. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng 20 năm sau, tình hình đã cải thiện, nhưng vẫn chưa được như mà tôi đã mong đợi. Ở thung lũng thì nam giới được đánh giá dựa trên khả năng dù họ đến từ nhiều nước trên thế giới. Một trong số họ là nhà vật lý buồn giáp trẻ, người đến đây để theo đuổi một ý tưởng. Giáo viên vật lý của tôi trong lúc dạy tôi đã nói với tôi rằng ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Tôi đã suy nghĩ một lúc rồi nói rằng ông đã sai. Và điều này đã trở thành sứ mệnh của cuộc đời tôi. Một sứ mệnh đã được thay đổi bằng cách chúng ta giao tiếp nhờ công nghệ mà ông gọi là sợi quang học. Thung lũng Silicon thú vị là ở chỗ nhiều chủng tộc khác nhau đều tập trung ở đây. Đây chính là nơi có cái nhìn tiến bộ và rất đậm chất Mỹ. Nơi này cũng thu hút người ở trên toàn thế giới. Bằng chứng mạnh mẽ nhất về sức hút của thung lũng là 1/3 dân số ở đây không phải là người Mỹ. Tôi nghĩ rằng những người nhập cư họ cũng đã mang đến cho thung lũng Silicon một sự năng động. Những người có quan điểm khác nhau đã đưa ra những ý tưởng mới với niềm tin là họ có thể tạo ra một sự khác biệt. Một trong số đó là nhà vật lý Narinder Singh Pakhani. Phát kiến của ông đã tạo ra ngành công nghiệp mới và đưa thung lũng đến với một công nghệ y học. Khi Kapani đến thung lũng vào năm 1960, có rất ít người Ấn Độ. Khi tôi lần đầu tiên đến đây, cả Bắc California chỉ có hai nhà hàng Ấn Độ. Cả hai đều nằm ở thành phố San Francisco. Giờ thì ở đâu cũng có nhà hàng Ấn Độ cả. Tôi đến từ thế hệ của tôi khi mà họ không tin vào bằng tiến sĩ. Họ nói có bằng tiến sĩ sẽ khiến bạn trở nên đảng trí hơn. Tôi muốn trở thành một nhà doanh nghiệp. Tôi đã lựa chọn và suy nghĩ đến Boston, nhưng mà quyết định chọn thung lũng Silicon. Rất nhiều người đã đến từ các vùng khác nhau. Họ thích các nhà doanh nghiệp. Và bạn có thể thấy sự khởi đầu của một thứ đã khiến cho thung lũng Silicon có được như ngày hôm nay. Kapani đã thành lập doanh nghiệp để ứng dụng nghiên cứu nhiều năm của mình ở Ấn Độ và Anh. Đây là nghiên cứu làm ánh sáng truyền theo đường cong. Ở Ấn Độ, tôi đã dùng gương và thấu kính để vẽ cong ánh sáng. Nhưng mà khi học ở Cao đẳng Hoàng gia London, tôi đã chuyển sang dùng sợi thủy tinh. Nếu như bạn truyền ánh sáng vào một đầu của một bó sợi thủy tinh, cho dù bó sợi bị uốn cong, thì ánh sáng đó vẫn đi ra ở đầu bên kia.
Kapani đã đặt tên cho nó là sợi quang học. Và khi ông và vợ của mình đến thung lũng Silicon, ông đã tìm ra công nghệ giúp cho các bác sĩ nhìn bên trong cơ thể con người. Trước kia thì họ dùng kính viễn vọng để nhìn bên trong cơ thể, và bệnh nhân phải được kiểm tra tâm lý và được đưa ống qua cổ họng xuống đến dạ dày. Nhưng mà đèn nội soi mềm dẻo hơn rất là nhiều. Tôi đã làm ra một thiết bị, từ đó có rất nhiều sợi quang học và được xếp thẳng hàng với nhau. Bó sợi này nó sẽ tạo ra hình ảnh và nó sẽ được truyền đi. Để tìm ra nhà đầu tư thì Kapani đến gặp các nhà sáng lập Hewlett-Packard. Tôi nói là mình muốn mở một công ty chuyên về sợi quang học hay là tia laser và các thiết bị khác. Và rồi kết quả là họ đã đồng ý. Hewlett-Packard đã cho phép Upstate Technology của công ty Kapani nghiên cứu về ánh sáng. Tôi nghĩ là sau mỗi từ 3 đến 4 tháng, chúng tôi lại có một phát minh mới. Kapani cũng đi tiên phong trong việc dùng laser để chữa trị tắc võng mạc. Khi bị tắc võng mạc, rất khó để làm nó liền lại. Nhưng nhờ vào có tia laser, bạn có thể làm đông nó lại. Đầu tiên thì chúng tôi đã thử trên động vật, sau đó là dưới mắt người. Rồi đến Bob Hope. Bob Hope cũng bị tắc võng mạc. Sau đó khi chúng tôi công khai công ty vào năm 1967, mỗi cổ phiếu là có giá $12. Sau 6 tháng, nó đã tăng lên $60. Kapani là người Ấn Độ đầu tiên công khai công ty và mở đường cho nhiều người đi sau. Ngày nay, hơn nửa kỹ sư ở thung lũng đến từ nhiều nước trên thế giới. Được tạo ra một thứ gì đó đổi mới và hiện đại không có ở bất cứ nơi nào là lý do khiến bạn đến đây. Những người nhập cư đã tạo nên thung lũng, trong đó có Alexander Poniatov đến từ Nga, người sáng lập ra Ampex. Andrew Grove đến từ Hungary, giám đốc điều hành của Intel. Jerry Yang đến từ Đài Loan, Trung Quốc, đồng sáng lập Yahoo. Henry Bettelsheim đến từ Đức và Vinod Kolesla đến từ Ấn Độ, đồng sáng lập Sun Microsystems. Elon Musk đến từ Nam Phi, người sáng lập ra Tesla. Và chàng trai trẻ đến từ Nga có tên là Sergey Brin. Mẹ của Sergey rất là thất vọng vì anh ấy không lấy được bằng tiến sĩ. Thung lũng Silicon là một nơi rất đặc biệt. Điều quan trọng là cho dù ý tưởng có tham vọng đến đâu đi nữa, thì bạn vẫn cần sự hỗ trợ. Bạn cần một người sẵn sàng đầu tư cho bạn, một người tin tưởng bạn để đạt được thành công. Và ở Silicon có rất nhiều người dám nghĩ và dám mạo hiểm. Tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu ở một nơi khác. Hiện tại thì chúng tôi đã có nền tảng về kỹ thuật và cả nền tảng về tài chính. Và từ đó có thể làm được những điều không tưởng. Trên thế giới chẳng có nơi nào tồn tại cả hai yếu tố đó cả. Nơi này quả thực rất đặc biệt. Nơi này là một ý tưởng về việc đi ngược lại những thứ đã cũ kỹ. Ý tưởng về sự tân tiến. Dù là một người hay là một nhóm đi nữa, đều có thể phát minh ra một thứ sẽ thay đổi thế giới nhanh chóng. Và nó được hưởng lợi từ nó. Đó chính là cốt lõi của thung lũng Silicon.